Chiều tối 24 tháng 10, nhiều cán bộ công an huyện Bảo Lâm của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Trung Thành, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm tại phường 2, thành phố Bảo Lộc. Ông Nguyễn Trung Thành, 61 tuổi, nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm, nhiệm kỳ 2021-2026, được cho nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 9 năm 2024. Ông Thành được cho là có liên quan các sai phạm về công tác quản lý đất đai đối với diện tích đất công ty cổ phần chè Minh Rồng thuê tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng kéo dài nhiều năm. Liên quan vi phạm về đất đai tại công ty cổ phần chè Minh Rồng, trước đó ngày 16 tháng 9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Bá Đông, nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm, bà Nguyễn Thị Hiển, cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Lâm để điều tra. Công ty cổ phần chè Minh Rồng là doanh nghiệp tư nhân, trụ sở tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, được thuê đất tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ra quyết định thu hồi 60 ha đất do công ty cổ phần chè Minh Rồng thuê để giao về cho địa phương quản lý. Ông Đông và bà Hiển là những cán bộ, công chức trực tiếp thực thi công vụ về quản lý đất đai ở địa phương nhưng đã làm sai chủ trương, thực hiện trái pháp luật trong việc tham mưu ban hành các quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xâm phạm đến quỹ đất của nhà nước, gây ảnh hưởng công tác quản lý đất đai của địa phương.